Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 4 trang 23 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Đề bài câu hỏi số 4 của chúng ta như sau. Giải các phương trình sau. Ý A, cos x bằng trừ 1 phần 2. Ý B, cos x bằng 2 phần 3. Ý C, cos của x cộng 30 độ thì bằng căn 3 trên 2. Phương pháp giải bài tập này thì các em sẽ nhìn vào trang 22. Để giải phương trình cos x bằng A, thì có một số chú ý như sau. Nếu như A ta chuyển được về dạng là cos alpha, tức là khi đó phương trình cos x bằng A trở thành phương trình cos x bằng cos alpha, thì x sẽ bằng cộng trừ alpha cộng k2pi. Nếu như là ở dạng độ cos x bằng cos beta độ, thì x sẽ bằng cộng trừ beta độ cộng k nhân 360 độ. Nếu như cos x bằng A mà A là một số, ta đổi ra góc radian hay là độ khá là lẻ nhá. Thế thì các em sẽ sử dụng công thức x bằng cộng trừ arc cos A cộng k2pi. Cụ thể trong ví dụ này, chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là cos x bằng trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 ta đổi về góc cos alpha nhé. Thì ta thấy góc khá là đẹp. Đây, các em bấm này. Shift cos trừ 1 phần 2. Thì các em thấy ở đây góc sẽ là 2pi trên 3 đúng không? Khá là đẹp. Vì vậy, cos x sẽ bằng cos 2pi trên 3. Theo đúng công thức, sẽ bằng x bằng cộng trừ alpha cộng k2pi. Như vậy, x sẽ bằng cộng trừ 2pi trên 3 cộng k2pi, k thuộc z. Rồi ý B cos x bằng 2 phần 3. Ta bấm máy tính này. 2 phần 3. Shift cos 2 phần 3. Đổi ra góc. Thì ta thấy là ta đổi ra radian thì ra một số khá là lẻ đúng không? Vì vậy ta để nguyên. Khi đó x sẽ bằng cộng trừ. Đây. Số hơi xấu một chút thì ta sẽ sử dụng cộng trừ arc cos 2 phần 3. Arc cos A đấy. A của ta bằng 2 phần 3 mà. Cộng k2pi. K thuộc z. Được chưa nhỉ? Ý dưới. Ở đây. Ta thử đổi ra căn 3 trên 2 ta đổi. Ra bao nhiêu? Ta chuyển về độ đi. Để chuyển về độ các em ấn shift này, mốt này, 3 nhá. Còn chuyển về radian các em sẽ bấm shift mốt 4. Được chưa? Bây giờ đổi căn 3 trên 2. Sẽ ra là góc 30 độ. 30 độ. Cốt 30 độ bằng căn 3 trên 2. Được chưa? Tiếp tục. Như vậy các em sẽ có x cộng 30 độ bằng 30 độ cộng k nhân 360 độ. X cộng 30 độ bằng trừ 30 độ cộng k nhân 360 độ k thuộc z. Khi đó thì ta tính ra được x sẽ bằng k nhân 360 độ. Tại vì 30 độ chuyển sang đây thành 30 độ trừ 30 độ là hết.
Tiếp tục ở dưới ta trừ đi hai vế cho 30 độ. Thì đây bạn trừ 30 độ, trừ 30 độ là trừ 60 độ. Chuyển sang đây mà. Cộng K nhân 360 độ. K thuộc Z.